Ngon Nghe Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Và bây giờ thì Ngon Nghe sẽ đi quay cái giò nhỏ thôi nha mọi người. Giò nhưng mà cái giò họ hòn cam nhà mình nó nở rồi nè. Nhà mình chỉ trồng đã được 1 2 3 4 5 5 năm ở thân ở trên cái gốc đây là cái gốc này là cái gốc cái thân này, cái thân vú sữa khi mà mình chặt nó về. Bây giờ thì nó cũng khô rồi đó mọi người. Nó khô rồi cho nên là nhà mình đã tận dụng cái canh nhựa này nè đó, tận dụng cái canh nhựa và mình đã khoan những cái lỗ đây rồi. Mình bỏ ít phân vào trong này đó mọi người, bỏ ít phân vào trong đây và ít giá thể là vỏ thông đó, là mình thay nó vào trong này. Năm nay thì nó lại được hai vòi hoa đó mọi người. Đây ạ, được hai vòi hoa, hoa hoàng cam. Lá của nó thì nhỏ nhưng mà cứng cáp. Đây ạ, lá nào chắc lá đó, mình thấy nó rất là cứng cáp. Đây ạ. Vào mùa mưa đó mọi người thì những cái rễ nó ra rất là xanh tốt. Mà mình trồng vào trong cái cây vú sữa này đó thì cái thân vú sữa này thì lâu nay là mình không có bỏ phân cho nên là mình năm nay là quyết định phải thay vào cái này để có phân cho nó có hút ít chất dinh dưỡng để nó ra rễ rồi cho nó đẹp đó mọi người. Để mình ngửi thử cái hoa hoàng cam như thế nào, thơm mọi người, thơm, mình thấy nó thơm, mình nghe mình ngửi mũi thì cũng thơm, thơm nó cũng dịu dịu thôi, à, nó không có nặng mùi lắm. Và cái này nói gì chứ nhà mình cũng trồng năm nay là năm thứ hai rồi đó mọi người, đó thân nó ở trong này nó có nhiều cái rễ con nó đang phát triển ra nè. Để con nó phát triển xanh ra ở trong đây mọi người, ở trong đây nữa đó. Đây là mình quay cái mặt sau của cái chậu này và ở cái giò này nè thì nó ra được giờ đây nó vươn lên một chồi hoa nữa, đây vươn lên một chồi hoa nữa và lá thì cũng đang phát triển lên nha mọi người, đó lá đang phát triển đó, phát triển. Còn ở đằng trước đây thì được hai vòi hoa. Cái vòi hoa của hỏa hoàng cam này thì nó mọc lên từ cái nách lá đây mọi người, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy nó đẹp, mình rất là thích. Đó, được hai vòi, còn hai vòi kia thì nó chưa. À, nhiều chứ sao lại hai vòi. Ở trong này thì trong này này mọi người. Mình sẽ xoay cái chậu lại, xoay cái giò lại rồi. Giờ xoay cái giò lại nha. Thì không những là hai cái vòi ho này, đó mọi người nó xanh lên này. Mà mình thấy cái thân này cũng có cái vòi ho nữa này. Đó. Một cái bên trước này, một cái nữa ở dưới này, một cái nữa đây ạ.